Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Chơi game nè, mày chết à. Ủa, cho mày chờ luôn nè, trời ơi, sao mấy game này giả dữ vậy ta? Anh Chi ơi. Ủa, gì vậy? Ủa, hình như mẹ kêu. Ủa, gì vậy mẹ, chơi game. Wow. Xuống đây giúp mẹ một công chuyện này với. Rồi, biết rồi, chán ghê, chị đang chơi game còn bị bắt xuống đi làm việc đó. Đâu rồi, con xuống liền. Trời ơi, cái gì mà kêu hoài luôn á. Mệt thì chứ đang chơi game không yên đó. Giờ mà bây giờ con đến hả? Bây giờ con giúp cho mẹ. Con đem mấy bánh này qua biếu mấy cô chú hàng xóm đi. Tại vì mẹ mới làm cái bánh này á. Rất là vậy, ngon. Đem qua bên hàng xóm à, sao mẹ không mang qua đi? Trời ơi, bây giờ mẹ đang bận làm rồi. Con làm đi, làm như mẹ đi, nhanh lên. Rồi, con lấy qua. Rồi có gì về rồi mẹ đưa cho con một cái bánh khác. Mẹ đang hâm cho con một cái bánh cực kỳ ngon á. Dạ rồi, được. Thôi đi qua. Ủa, hình như bên đây. Trời ơi, lại quá nhà nữa, chán thiệt chứ. Ê, có ai ở nhà không vậy? Ơi. Ủa, hình như này không có ai ở nhà ta. Ai vậy? Thấy tên kìa trời. Rồi. Ủa, hai chị hả? Trời, vô nhà chơi. Thôi nè, mẹ tôi có mang tí bánh qua cho nhà bà nè. Thôi để đây nè, thôi tôi về nha. Tới trời ơi, vô nhà chơi tí đi, hôm nay ở nhà chán quá à. Thôi tôi mệt lắm rồi, tôi về. Hay là tôi qua nhà ông chơi đi. Thôi tôi nhà tôi chơi game rồi. Chơi chung luôn. Thôi vậy tôi chơi game rồi. Thôi tôi mệt lắm, chơi rồi còn chiều còn phải đi. Chán rồi. Chán gì vậy? Rồi. Ồ, con về rồi hả? Con về ơi. Rồi, ủa bánh ở đâu? Được rồi, lên lầu, tí đi mẹ đem bánh lên cho. Rồi, được trời. Gì chưa gì gặp bà hàng xóm đã ồn màu phiền tôi chứ. Rồi, chị về nhanh là chơi game tiếp. Rồi. Trời đất ơi, vậy. Trời ơi, bây giờ dạ? Có người không hả? Dễ giờ đi học rồi. Chị giờ này trễ giờ đi học, cho em buồn ngủ mà còn sớm mà, thôi cho con ngủ xíu đi. Trời ơi trời, vậy nông thôn có mấy giờ rồi? Mấy giờ? Rồi, nhìn lên. Ê, trễ giờ, ố cái cặp đâu ơi. Ôi. Đi nè nhớ lên. Trời ơi, đi nè. Trời chơi hết, bắt đi học rồi, cho em ngủ ngon lành. Rồi nhớ lên. Từ mẹ ơi. Nhớ lên. Trời ơi, biết ai mà mày vô nhà. Ôi, giờ vẫn cứ mới sang. Giờ mới chịu dậy. Bây giờ sắp lẻ quá, sắp trễ học rồi kìa. Trời ơi, từ thôi. Rồi, mẹ mình ồn ào, giờ qua nhỏ hàng xóm ồn thiệt chứ. Cái gì mà ồn ào, dậy trễ, còn đi học trễ nữa, con chừng thầy giám thị bắt giờ. Thì nhanh lên, ủa, mọi người như vô lớp hết trơn rồi, cho thầy bắn vậy. Nhanh lên, tới trường nè. Tại ai? Đi trường rồi, nhanh. Trời ơi, tới trường vô học luôn rồi. Vậy, mở cửa ra coi. Trời ơi, nhanh nào. Trời ơi, học cuối cùng xong tới chiều luôn rồi, mệt quá. Ê, vậy? Hôm nay có đi đâu chơi không? Chán quá à, nói thiệt á, chán. Rồi. Chán nhường chán. Về nhà tôi cày game sướng hơn, đi chơi bài em mệt. Trời ơi, thứ gì ông ngồi hờ đích mọc rã nè, nói trước cho biết. Nói gì à? Nói vậy á. Đi ra đây, đi làm gì vậy? Tự nhiên cửa đi ra đóng vô mặt người ta. Ơi, người ta đủ rồi đi còn đóng gì. Dạ, em chào thầy. Rồi hả chị nha, về nhà lấy bài tập ra ngồi làm cho tôi. Hồi sáng tôi thấy em đi trễ mà đã vậy em còn không làm bài tập. Hôm sau mà tôi thấy em không nộp bài hả, tôi sẽ báo phụ huynh của em đó. Thôi đừng cày thay em đi. Rồi tới rồi tối em về. Thầy ơi, thầy em nghe nói là hả chị tối nay định cày game suốt đêm. Dạ, thấy không đánh em kìa. Em hả? Thầy không, em đâu có. Ngày mai mà tôi không thấy bài tập của em đi, rồi em chết với tôi. Trời em biết rồi. Lâu. Mất dạy. Nói gì vậy? Trời ơi, bực mình quá hả bạn ơi. Nhỏ này phá đám không à.
Ừ, giờ về mới còn làm bài tập nữa chứ. Rồi, ba mẹ không mới về nha. Trời, đi đóng cửa mà cúng cháu nữa. Thôi, mình lên lầu luôn. Chán đi. Thôi, lên lầu cho em. Tối tới à, bây giờ này cũng tầm sớm. Tối mình làm xong. Dục lên đây. Lên ngồi chơi máy tính mới được. Thôi, chơi cho em. Chơi đi, đánh nó đi. Thôi, đúng rồi. Cố gắng lên. Mình gần thắng rồi. Đợt này phải thắng mới được. Không để thua giống như mấy đợt trước. Thôi, dứt điểm luôn nè. Đợt này gần quý đó. Nhanh. Ôi, cố lên. Xuống ăn cơm con ơi. Ôi, gì vậy? Đây chơi game hay mà. Giờ này xuống ăn cơm gì? À, thì ra mày chọn cái chết. Thôi, vô. Đánh rồi nè. Rồi. Nhanh lên mẹ ăn hết cho nhịn đói ra nghe. Không biết rồi, trời ơi, từ từ đi. Rồi thôi, ngừng game rồi, xuống ăn cơm đi. Gì vậy? Ủa sao ở đây? Hello. Ủa, trời mắc gì không được ở đây? Ở đây nhà tôi mà. Trời ơi. Ồ, hôm nay con bé ba nó hôm nay mắc là đi công chuyện rồi nên mẹ kêu nó qua ăn cơm với mình á. Trời ơi, tự nhiên cho đúng rồi, đúng rồi. Ăn cơm chi? Trời, ủa cô, chúng ta là hàng xóm đâu cô, sao bạn nó đuổi hoài vậy, chán bạn thiệt các bạn, hả chi? Trời ơi, thôi, ăn nè, bây giờ ngay con vô rồi ăn đi, hả chi, vô đây phụ mẹ bưng đồ ăn nghe nè. Ê thôi, ông ngồi đó đi, vô con phụ bác cha. Vậy hả, gọi tốt vậy? Bật mình thì chứ hồi sáng dám. Con bác lười lắm đúng không, con biết mà. Thôi, cay nha, mình sẽ kiếm cách đợt này mới cho được. À, thì như đây là ăn của bà đúng không? Mình sẽ kiếm trái ớt mình bỏ vô trong bát cây chơi được. Để coi. Ôi trời ơi. Ý hình như đang làm đồ ăn cho mình lén rồi mở lấy trái ớt. Trời đồ ăn con nấu ngon lắm á cô. Nhìn nghe thơm quá. Rồi, đương nhiên rồi. Chạy qua đây. Mình sẽ bỏ ớt đóng ớt mà vô mới được. Vô cho cây chơi nè. Xong rồi tắm rồi, để mình ngồi đi chơi. Chờ mới được. Được rồi, đồ ăn đến rồi. Tới mẹ, ủa sao rau vậy? Phần đâu? Ông ăn rau đi cho ớt. Sao có phần rau vậy? Rồi, cùng nhau tôi ăn đây nè. Ăn đi, ăn cho cây vô. Trời, cô hôm nay nấu bò bít tết luôn, chắc ngon lắm. Để con ăn thử, con khen ba được con nha con. Rồi, ăn đi. Ăn. Trời ơi, ngon quá à. Trời trời ơi. Ngon mà. Dạ. Rồi. Dạ. Cô ơi, sao cái phần của con đó cay quá vậy? Cô. Vậy, cô có bỏ ớt đâu mà sao cay? Dạ, sao cay quá à, cay quá à, trời. Dạ, ủa chạy đâu. Con cho con ăn bít tết coi, cay quá. Trời đất ơi, sao cay? Ủa, nhà tôi hết nước rồi. Ủa, bà kiếm gì vậy? Ây da, thôi, con chắc con dẹo quá, con lấy nước ra. Dạ. Dạ, cay quá. Rồi, con đi về cẩn thận nghe, bye bye con. Rồi, về đi nha, bye bye, đừng qua đây chơi nữa nha. Dựa lắm, dựa. Thôi mẹ, vô nhà mẹ ơi. Nhỏ này bị gì á, hùng tiệt. Cho dừa cái tập, dám cho mình hồi chiều, dám mét thầy hồi chiều á. Cho chưa. Thôi, đi lên chơi game tiếp nào, trời ăn gì được rồi. Mệt mỏi. Thôi hay làm đi ngủ luôn ta. Bài tập chắc. Thôi đi ngủ sớm đi. Sáng mai mình dậy sớm mình làm bài tập sau. Giờ này đánh một giấc là đã luôn rồi. Thôi ngủ luôn. Ôi hôm nay mình được nghỉ học. Trời đã mà mình đi mua tí đồ ăn về ăn nè. Trời ơi sướng hôm nay xiên que xiên. Hello em gái. Trời tôi nói anh rồi. Tôi không có đi với anh. Tôi đâu có ưa anh đâu. Trời ơi, anh đường đường là một trai đẹp nhất ở nước thành phố này mà. Really nigga. Ừ, ghê quá anh ơi. Tôi đã nói rồi, anh cu tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi không có thích anh. Ê, Hà Chi. Ê, Hà Chi, giúp giá, Hà Chi ơi. Thằng nhóc nào đây, mày cút. Ai vậy, cứu tao thôi, bye bye nha, dạ. Ê, Hà Chi, ơi, con ai chờ giúp tôi vậy? Giúp gì? Thôi, bà tự xử lý đi, giúp bà gì thôi. Trời ơi, dạ. Làm cái gì? Đứng xích xích vô đây nè, đi đâu vậy cưng? Trời, định đi đâu dạ, hả? Dạ, anh tránh xa tôi ra nha. Trời, không biết có chuyện gì không ta? Mà nghĩ chắc cũng không sao đâu, chắc bà tự giải quyết. Sao hả? Thôi, đi về bạn ơi, đi về. Thôi, chạy, đi về. Mà nghĩ chắc cũng mà không sao đâu. Thôi, về. Cũng gần tới nhà mình thôi, nhà mình cũng gần nữa chứ. Rồi, ủa chiều luôn hả? Rồi đọc chuyện từ sáng giờ. Ủa nhưng mà không biết sáng giờ bà kia không biết sao nữa. Bà kia không biết là mình lỡ bỏ vậy không biết có sao không ta.
Dạ, cái thằng cô hồn nó giật tay mình đau quá à. Trời ơi, nhức tay quá à. Ây, giờ lấy salon boss dán vô mới được. Rồi, mình nghĩ chắc không có sao đâu à. Thôi, cũng kệ đi, chứ là đau tay đó mà. Coi cho mình lên, mình chơi game đây, kệ. Rồi, anh này có bộ áo mới là cho mình đi chơi không ta? Để mà coi. Ê ơi! Vậy? Gì kêu hoài, trời, định đi chơi mà cũng kêu nó chắc bắt đi làm việc nhẹ là gì nè. Gì vậy mà? Hôm nay nhà mình á có thêm mấy người hàng xóm đến dọn đến đây rồi. Con coi á, con đến chào hỏi. Đúng rồi, con đến chào hỏi các bạn, những người hàng xóm đi. Ủa gì, sao mẹ qua chào hỏi gì trong kêu con vậy ạ? Trời ơi, hồi sáng mẹ đã chào hỏi rồi. Bây giờ tới con đó, con đi đi. Trời ơi, mệt mỏi quá, định đi chơi không được nữa thôi. Qua chào hỏi thử coi, để ra xem coi, người mới nào đi, hình như bạn này đúng không? Ôi, chào bạn, bạn mới chuyển tới đây cái gì vậy? Ủa vậy? Ủa? Ôi trời ơi, hết hồn mà. Tôi đang dọn đồ. Ủa? Hello, tôi là Sầu Riêng. Tôi mới dọn đến khu này sống á. Ồ, mới á, trời. Nè, nhà tôi bên đây nè. Nhà tôi cũng có bên nè. Ủa, đâu ra vậy? Đâu ra vậy? Ủa? Mắc gì tôi không được qua. Ủa, đây nhà ông, đất nhà ông hả? Tôi qua tôi chào hỏi hàng xóm mới thôi mà. Ủa, mà ông mới vừa dọn tới đây luôn hả? Ờ, tôi mới dọn đến đây, sắp tới tôi sẽ ở đây lâu lắm đó. Nên mọi người có gì giúp tôi nha. À, cũng được. Trời ơi, ông yên tâm, tụi tôi sẽ giúp thôi, trừ ông này ra. Nói gì à? Bà nói gì à? Vậy nói vậy, nói vậy sao? Cái người này, giờ này còn bính lộn nữa. Ủa, nhưng mà bạn tên gì vậy? Tôi hả? Tôi tên Vinh Trây. Trời, mặt áo này. Hỏi nè, có bộ gì không? Cần giúp tôi giúp gì không? Ờ, thôi được rồi, để đi. Ê Chinh Kỳ, đừng có để ông phụ, ông yếu lắm. Tôi mời bà một ly trà nè. Ok. Ừ. Ông yếu, ông yếu. Sao? Sao? Đi ra còn vô nhà người ta quýnh người ta nữa. Nhớ, thôi, đi về đi. Nhớ, đi về đi. Không thèm rồi, tưởng có được mời ly trà thèm á. Thôi, đi về. Mệt mỏi. Mày ô, cũng có bạn mới dọn tới nhà cũng được. Thôi, cho hai đó chơi với nhau đi, đỡ phiền. Mình lên mình chơi game cũng ok rồi. Mà cũng có người mới dọn đây cũng vui chứ. Nhưng mà không biết thầy đó làm gì bên đó ta. Kệ đi. Những bạn nào thích mình đăng những nội dung trên Facebook, hãy nhớ tham gia link fanpage của mình nhé. Mình để dưới phần mô tả đó. Và bạn hãy vào click vào cái lượt thích này để theo dõi những video mới của mình nhé.